chào cả nhà đã trở lại kênh That's Where Fly. Phía sau Linh mọi người thấy rồi đó, đây là một vàng nho và cánh đồng nho. Tụi Linh đang đi đến một cái nơi gọi là người ta bán rượu tại nhà đó, tại nhà của gia đình mình. Thì Linh nó thật ra là tửu lượng rất là thấp. Linh uống một ly á nha thì ok, đến ly thứ hai là bắt đầu sai lắm rồi, ly thứ ba là gọi là quất cần câu luôn á cả nhà. Cho nên Linh không có uống được nhiều, nhưng mà có cái là Linh thích thưởng thức rượu nhẹ. Mình ăn một bữa, mình ăn tối với gia đình á, hoặc là mình đi chơi á, mình ăn thức ăn, nhất là nước thức ăn của ngoại á, thức ăn châu Âu nữa, thì Linh sẽ uống một ly rượu, tùy theo là rượu trắng hay là rượu vang đỏ thì tùy thôi, thì cái thức ăn mình ăn. Và khi Linh đến Pháp, Ý, Croatia, mấy chỗ đó thì người ta là cái gọi là cái xứ rượu á, thì Linh hay vào cái chỗ người ta bán rượu mua và uống thử, hoặc là để làm quà cho gia đình. Ở đây họ có cái trang trại nè cho mọi người ngồi uống. Họ có cái cây ngoài nho, người ta còn trồng cái loại trái cây khác nữa. Khu vực này thì là khu vực trồng nho và ủ rượu nho, cho nên ở dọc đường mình thấy có rất là nhiều vườn nho và những trang trại rượu. Đường hơi sóc nha cả nhà, cho nên mọi người thấy nó hơi bị, Linh chưa có cái cây trống rung á, cho nên nó hơi bị rung máy một tí. Tụi Linh sẽ ghé vào trang trại rượu này để tụi Linh uống. Mọi người nhìn cái quán người ta bài trí rất là dân dã. Có một cụm rơm để mình ngồi. Và rượu. Hello. Họ cũng rất là thân thiện, đang chuyên chở rượu đi lại. Chất phân phối quá. Và họ nói mình tới cái chỗ đó để mình ngồi. Hello. Đây là nho xanh, loại nho này chắc không phải là làm rượu, mà loại nho làm rượu là ở dưới kia. Họ lại trang trí những cái chậu hoa nhỏ nhỏ, nhìn rất là tinh tế. Ăn thử cái trái này ngọt không ta? Chưa chín cái này chứ ngọt. Ngon. Đi xuống đây quay cái vườn nho cho mọi người xem. Đó, chiều chiều mà mình ra đây mình nhậu chắc hay lắm cả nhà ha. Linh không hề phải là dân nhậu nha cả nhà. À, đi xuống là phải đi vòng lại cái chỗ hồi nãy rồi. Chút thì Linh sẽ đi, Linh quay cái chỗ đó cho mọi người xem. Còn bây giờ nếu mà Linh muốn xuống thì Linh phải nhảy như vậy nè. Cao lắm. Đây là vàng ô liu, cây thông. Và các công nhân thì đang làm rượu. Ở đây có một cặp đôi đang thưởng thức rượu nữa. Đây là những cái thùng chứa rượu nè cả nhà. Trước đây Linh được ở Croatia, Linh được vặn từ vòi ra cái chai để uống thử luôn. Đây là chắc là cũng bình rượu nhưng mà để trang trí. Trong đó là bại rượu nè cả nhà. Wow. Mình không vào trong, chắc là cá nhân rồi cho nên mình không dám vào. Mình chưa có hỏi luôn. Còn đây là họ đã để ra cái thùng, cái rổ nhựa đúng không? Mình quên từ vụ sực cái từ này luôn. Để đem trả, đem đi phân phối. Đây là nơi làm việc cất rượu của họ. Ở đây có nhiều tiếng ve quá cả nhà hả? Linh thích cái cách trang trí này ghê á. Nhìn nó nhỏ nhỏ, nó dễ thương dễ sợ.
Đây là cà chua ngâm với dầu. Và đây là trái ô liu muối. Bên đó là bánh mì. Ở đây Linh nói rồi là xứ ô liu mà, cho nên món gì cũng ô liu muối, ô liu dầu, ô liu gì tùm lum hết. Và tất cả đồ ăn đều ngập trong dầu ăn ô liu. Người ta chưa có đem rượu và những món khác ra. Linh không biết còn món gì nữa không? Tại vì mình tới đây mình ăn á, mình vào đây mình ăn thì mình chỉ nói là mình phần cho hai người. Và con Linh thì nó no rồi, nó không thích ăn. Và ở đây có uống rượu thì nó uống rượu đâu. Cho nên bây giờ Linh thưởng thức ô liu muối trước nha. Đúng là ô liu muối. Mặn hay là mặn? Ik heb ook alleen dit hoor. Hm? Een brood en wijn. Ja. Anh xã Linh nói còn còn bánh mì. Thì đương nhiên Hà đã quay bánh mì rồi. Ăn với bánh mì thì nếu ô liu mà mình ăn không, giống như mấy cái món giống như là khô hoặc là mắm gì đó, ăn không thì nó rất là mặn thôi. Phải ăn kèm với bánh mì thì nó mới đỡ mặn. Mấy tiếng ve nhiều quá cả nhà hả? Còn đây là cà chua khô, cà chua ngâm dầu. Cái món cà chua ngâm dầu này thì Linh thấy ngon, nó cũng mặn nhưng mà nhờ cái vị chua của cà chua nó cân bằng lại. Linh biết tại sao mà Linh mập rồi, là tại vì á Linh thấy Linh không ăn nhiều, nhưng mà bình thường Linh đâu có ăn bánh mì, Linh cũng không có ăn mấy cái đồ mặn nữa. Cho nên bây giờ mà qua đây á, Linh ăn, Linh thấy Linh ăn ít. Nhưng mà cái dung lượng mình nhập vào nó khác với lại thức ăn của mình ăn hàng ngày. Lâu rồi Linh không ăn tinh bột, mà qua đây á, thỉnh thoảng Linh ăn bánh mì hoặc là spaghetti hoặc là pasta. Cho nên bây giờ mọi người thấy mắt Linh tròn vo. Họ đang đem rượu ra. Linh thử rượu. Linh thì thấy rượu này chua chua, nhẹ. Cho Linh nó thì Linh rất là dễ uống. Và bây giờ đang cái trời nắng nóng như vậy mà có một ly rượu nhẹ, chua, lạnh lạnh thì rất là thích. Giờ cả nhà theo chân của Linh vào vườn nho nha. Mình cũng đi ngắn thôi, tại vì nắng quá. Nếu mà Linh đi hết cái vườn nho này, Linh quay cho mọi người chắc là Linh xỉu luôn á. Linh tìm cái nào có nho nhiều, Linh quay cho mọi người xem nha. Đây là vườn nho. Và trước đây khi Linh có em họ đó, nó làm ở cái vườn nho như thế này, kiểu du học sinh nó đi làm thêm thôi, thì nó sẽ ngắt mấy trái nho này đủ chất lượng thì người ta mới đem vào. Loại nho này á là để làm rượu trắng, và nho này á thì sẽ làm rượu đỏ. Và mấy cái nho này á thì rất là ngọt nha cả nhà. Nhưng mà mình bây giờ mình Linh đi quay thôi, Linh chưa có xin phép người ta cho nên Linh không có ngắt thử để Linh ăn. Nhưng mà Linh đã được ăn khi mà em họ của Linh á, nó làm trong cái vườn nho này, thì nó đã đem về cho Linh một chùm Linh ăn. Thì đúng là nho cái nó biết chọn á, cho nên nho nó rất là chất lượng. Nho này thì bị nhỏ rồi, bị còi rồi. Mùa này mà đem cái chùm nho này vào ướp lạnh á, trời ơi nó ngon ơi là ngon. Ướp lạnh xong rồi ngồi trên ghế sofa rồi thưởng thức, vừa coi phim hay là coi YouTube của Linh nè, rồi ăn nho, rồi thưởng rượu, còn gì bằng nữa phải không cả nhà? Cả nhà ơi, bây giờ Linh tiếp tục hành trình đi đến Milan. Hồi nãy Linh quay trên cái đường này đó là Linh đi từ Pisa rồi đi đến Milan và ghé ngang cái vườn nho này để thưởng thức.
thì mọi người thấy là Linh ăn bánh mì, cà chua, rồi một ít ô liu, một chai nước lạnh và hai cái ly rượu, thì tổng chi phí đó là 15 euro. Còn nếu mà mình không hỏi á, thì họ sẽ đem ra một phần là 20 euro. Thì một phần 20 euro Linh thấy cũng không mắc, nhưng mà Linh đã không nổi, tại vì mọi người thấy Linh sáng Linh ăn một miếng bánh mì quá trời lớn rồi, đó là quá cái sức của Linh. Cho nên tụi Linh chỉ vào tụi nho cho rụng nho cho biết thôi. Linh cảm ơn cả nhà đã theo dõi clip của Linh. Bây giờ Linh tiếp tục cuộc hành trình của Linh. Hẹn gặp lại mọi người clip sau, nhớ đón xem nhé. Bye bye, chúc mọi người một ngày thật là vui.